Đây. Chúng ta sẽ có cái những cái nội dung sau này. Cái thứ nhất là screen flow. Screen flow chúng ta cần phải có, và cái thứ hai là cái thiết kế giao diện. Thiết kế giao diện thì chúng ta mới làm được cái dự án, được chưa? Thì đây nó là cái giai đoạn thiết kế của chúng ta. Ví dụ như screen flow thì nó sẽ như nào, đúng không ạ? Thì cái screen flow này thì chúng ta sẽ viết, vẽ nó bằng cái đây, sẽ vẽ nó bằng cái luồng xi chạc. Luồng xi chạc đây, trang web này. Luồng xi chạc.com. Thì vẽ sang bằng luxichat.com. Đấy. Ngoài ra nữa, bên cạnh hai thằng này thì chúng ta có thể bổ sung vào đây thêm một cái tài liệu nữa, gọi là tài liệu use case. Cái use case này thì chắc chắn là các bạn sẽ phải làm khi mà các bạn làm dự án tốt nghiệp. Thì cái này là cái chắc chắn. Với cái use case kia thì chúng ta sẽ vẽ bằng một công cụ khác. Đó là sketchbot.me. Use case. Chúng ta sẽ vẽ bằng cái thằng này. Sketchbot.me. Đó. Được chưa? Về thiết kế giao diện. Vì thiết kế, khi chúng ta thực hiện thiết kế giao diện ấy, thì chúng ta có thể sử dụng hai cái phần mềm này, tùy một trong hai. Một cái là sử dụng là Balsamic Mockup. Đây là một phần. Phần thứ hai là chúng ta sẽ sử dụng Adobe XD. Đây là những cái phần mềm mà chúng ta sẽ sử dụng. Còn ví dụ như bao giờ đến cái giai đoạn mà thực hiện dự án ấy, thì tôi sẽ hướng dẫn chúng ta thêm cái công cụ Trello nữa. Thì đây chúng ta tính sau nhá. Còn trong cái giai đoạn thiết kế này, chúng ta xong giai đoạn đầu tiên rồi, là phân tích, thì tạm thời là xong rồi. Tiếp theo đến cái giai đoạn thứ hai là giai đoạn về thiết kế. Được chưa? Thiết kế thì chúng ta sẽ làm việc trên ba cái tài liệu này. Tài liệu thứ nhất là tài liệu về screen flow, use case và tài liệu thiết kế giao diện. Bây giờ còn cái thiết kế cơ sở dữ liệu thì sau khi chúng ta làm xong cái thiết kế giao diện rồi thì chúng ta mới tiến hành là làm database. Được chưa? Thì ở trong này tôi sẽ hướng dẫn các bạn vẽ cái use case trước nhá. Sau đấy chúng ta sẽ đến cái screen flow. Được chưa? Thì như sau, các bạn vào cái trang sketchbot.me này giúp tôi này. Sketchbot.me. Sau đó chúng ta tiến hành là login. Login thì chúng ta có thể login bằng Google. Click vào đây. Google các bạn chọn mail FPT. Đấy. Sau đó chúng ta tiến hành là tạo ra một cái bot mới. Ví dụ như ở đây tôi sẽ sửa lại cái tên này. Đây, dự án 1 đi. Dự án 1. Save xuống này. Nhầm. Xóa bớt mấy cái này đi. Rồi, ok. Đây là cái bot của chúng ta. Thì trong cái bot này nó làm việc trên cái mô hình gọi là kéo thẳng. Thì khi mà chúng ta làm với cái use case ấy, thì use case nó là cái gì? Use case nó là cái tài liệu mô tả lại tổng quan về chức năng cũng như là về actor trong hệ thống. Được chưa? Nó sẽ cho người đọc thấy một cái bức tranh tổng quan về cái hệ thống này, nó sẽ gồm các chức năng gì, có những thành phần nào là những người tham gia trong hệ thống này. Được chưa? Ví dụ như trong bài toán của chúng ta, chúng ta phải xác định actor trước. Ví dụ actor gồm những ai, đúng không? Actor thì chắc chắn sẽ có một thằng là end user rồi. Đúng không? Đây tôi sẽ share cho các bạn cái này để các bạn vào các bạn theo dõi. Đâu nhỉ?
bạn thử vào cái đường dẫn này xem có nhìn thấy không nhá. Tôi gửi vào phần chat này và chúng ta cũng sẽ phải vẽ lại đấy. Tôi chỉ gợi ý cho chúng ta thôi, còn lại thì chúng ta sẽ phải tự làm. Thứ nhất là cái end user này. End user này là cái ông sẽ nhảy vào trong cái hệ thống của chúng ta để đặt phòng. Được chưa? Thì ông ấy sẽ có cần những cái tính năng nào mà chúng ta phải vẽ ra. Được chưa? Đây là cái ông đầu tiên. Ông thứ hai là ông nhân viên của các bạn. Thì ông ấy có chức năng nào không? Ông ấy có được làm chức năng nào không? Thì các bạn phải khái quát nó ra. Sau đó cái ông thứ ba là ông quản lý. Quản lý tức là ông chủ chủ của cái hệ thống khách sạn này. Thì ông ấy cần những chức năng gì? Được chưa? Thì những cái thằng này các bạn đặt đặt nó ra ngoài ngoài này, tất nhiên là hình nó là hình người nhá, người ta quy định nó là hình người thì chúng ta bắt buộc phải tuân thủ. Được chưa? Và tên của cái actor. Được chưa? Tên của actor thì nó nằm dưới chân của thằng hình người này. Được chưa? Sau đó chúng ta sẽ có một cái hình, ví dụ tôi đặt vào đây. Tôi đặt vào đây một cái hình đi. Như này. Hình này không kéo rộng ra được đây. Đây. Đây, cái hình như này. Thì cái hình này ấy, chúng ta người ta đặt tên nó là system. System. Tức là những cái thằng actor này thì nó không nằm trong cái máy tính, chúng ta cũng không code cho những cái thằng này. Được chưa? Mà các chức năng chúng ta vẽ ra thì nó mới nằm trong cái hình này. Các bạn lưu ý nhá, được chưa? Và bây giờ chúng ta sẽ bê các cái chức năng chúng ta đưa vào đây. Ví dụ chức năng đầu tiên của thằng end user này là gì ạ? Ví dụ như nó sẽ tiến hành là vào trang chủ đi. Đúng không ạ? Vào trang chủ này. Sau đó nó xem chi tiết phòng này. Chi tiết phòng này. Được chưa? Rồi đặt phòng này. Đặt phòng này. Đúng không? Trang chủ chi tiết phòng, đặt phòng. Còn gì nữa? Thanh toán đúng không? Đây, thanh toán này. Rồi thì là chat. Ví dụ chức năng chat tôi để trên này đi. Chức năng chat này. Chat, để gặp chat với cùng chat với nhân viên chẳng hạn. Được chưa? Rồi thì nếu mà cần thiết thì các bạn thì có thể thêm cho người ta cái chức năng gọi là cái chức năng đăng nhập đúng không ạ, hoặc là chức năng đăng ký. Đây. Đăng ký như này hay quên mật khẩu hay là cập nhật thông tin. Thông tin tài khoản này. Được chưa? Thì bây giờ chúng ta sẽ nối cái thằng này, với các cái chức năng ở trong này, và chúng ta sửa lại cái đường dẫn, nó là đường thẳng nhé, cái đường kẻ kẻ nó là đường thẳng. Thứ nhất nó là đường thẳng, và cái thứ hai là nó không có dấu mũi tên. Nó không có dấu mũi tên thì chúng ta sửa như này. Được chưa? Và cái ông user này ông ấy được phép làm cái việc gì? Được chưa? Thì chúng ta nối nó vào đây. Được chưa? End user đây. Được chưa? Hoặc là chúng ta đặt cái thằng này là thằng guest, thằng khách. Khách này là khách không có tài khoản. Còn nếu mà trong trường hợp khách có tài khoản thì chúng ta vẽ thêm một cái tờ nữa ra đây. Và thằng này nó được phép làm cái việc này, đăng nhập này, cập nhật thông tin tài khoản này, đăng ký này. Nhưng mà cái việc đăng ký này nó đã đăng nó không phải là khách nữa rồi. Nó là user. Thì nó không cần phải đăng ký nữa bởi vì nó là thằng có tài khoản, thì thằng guest này với là thằng cần phải đăng ký này. Được chưa? Đó. Ngoài ra nữa chúng ta có một cái quan mục những cái quan hệ giữa các actor với nhau cũng như là các cái chức năng này với nhau. Được chưa? Ví dụ như từ user và guest, được chưa? Guest và user thì cái thằng này và thằng này nó có thể cùng làm những cái hoạt động giống nhau, nhưng mà thằng này nó có những cái chức năng khác nữa là đăng nhập, cập nhật thông tin hay là xem lại lịch sử. Lịch sử đặt phòng đó chẳng hạn, hoặc là nó có cái chức năng là áp dụng cái ưu đãi, áp dụng ưu đãi. Được chưa? Thì nó có chức năng nhiều hơn so với cái thằng 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 guest kia.
Do đó chúng ta có thể là từ thằng này mũi tên lên đây, mũi tên lên đây, và chúng ta đặt là mũi tên là dấu đứt như này, nét đứt như này, và chúng ta đây đang viết là chữ extend. Chữ extend tức là cái thằng này nó sẽ là mở mở rộng ra của thằng này là thằng mở rộng ra của thằng này, được chưa? Mở rộng ra tương đương cái việc là thằng user này này nó có khả năng là làm tất cả những chức năng của thằng guest kia, và bên cạnh đấy nó làm được thêm những chức năng này nữa, nhưng mà thằng này thì chỉ có những cái chức năng này thôi, những chức năng bên này thì nó không được làm. Các bạn hình dung ra cái cách vẽ use case chưa? Có rồi. Rất là dễ thôi, tức là chúng ta khái quát lại cho người ta là trong đống này thì sẽ có bao nhiêu cái loại loại tài khoản là một. Cái thứ hai là mỗi một loại tài khoản đấy nó được sử dụng các chức năng gì, được chưa? Ví dụ như thằng nhân viên này thì thằng này nó có được chat không? Có được chat thì kẻ vào đây, được chưa? Có được chat thì kẻ vào, được chưa? Trong thằng này nó còn làm được những việc gì nữa, ví dụ như là cập nhật đơn hàng, thay đổi hóa đơn hay là làm những cái việc gì, thì các bạn phải viết nốt cái chức năng về phía quản trị vào đây cho tôi, được chưa? Bây giờ các bạn vẽ đi, vào sketchbot.me vẽ ra đi, vẽ giúp tôi, xong rồi tôi share, tôi sẽ sửa cho các bạn trong thời gian này nhá, vẽ luôn. Và chúng ta sẽ phải nộp lại cái bài này để tôi chấm đấy, nên là chúng ta cứ vẽ đi, sai cũng được, sai thì còn có cái mà sửa, làm luôn nhá. Các bạn có thấy được cái màn hình của tôi Có không? Ở trong phần chat này. Rồi các bạn vẽ đi, tạo ra một cái bot riêng của mình để vẽ đi. Gì thằng Giang làm gì? Không nghe gì à? Rồi, chúng ta có 10 phút để vẽ tạm thời những cái chức năng cơ bản. Sau đó tôi sẽ review và tôi sửa cho các bạn. Giang share screen như thế nào? Ai giật mình? Giang, thầy bị điếc à? Chuẩn bị đuổi thằng này khỏi lớp này. Chứ mạng đâu có nhanh đâu. Rồi làm đi. Vẫn cái đề tài là làm website về khách sạn nha. Xong để trên màn hình trắng trơn này.
Nói ngược vào Giang ơi. Kích vào thằng kích vào thằng đấy đúng rồi. Cái hình tam giác cái kia kích vào cái mũi cái đấy bên kia nữa 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 ra ngoài. Ở cái hình hình bẻ góc ấy. Nhìn thấy cái hình bẻ hình mũi tên bẻ góc ở trên cơ, ở ở lên trên một tí. Lên trên một tí, đấy sang ngang. Đấy đúng rồi, đúng rồi. Nó tự thẳng. Ngủ à? Giang này, có nhìn thấy thằng user nó có cái chức năng đăng nhập không? Đấy. Tại sao em này phải tạo cái chức năng đăng nhập khác dành cho thằng nhân viên?
Vẫn tiên cái này đúng không? Chưa vẫn cái này đúng không? Bật gì vậy? Con tóc nó mới lâu là nó mới mọc. Tháo này là gì? Nó chỉ bật thôi, rồi hôm trước là cái kia. Ủa như này. Bật ra. Thế mình chết rồi này. Nó chết rồi. Có không một đi. Anh làm đâu mình đây? Làm cận trên Xuân La cái hồ. Cái hồ. Và đi xong. Nhưng mà nhà anh được ở đây. Vâng. Không sửa được đâu, mình không tự sửa được đâu. Biết từ này. Đây, thì bây giờ không học. Học gì? Có bạn học. Học một răng. Em sửa bài vừa đến cái cánh kia kìa. Học của mắt. Bao nhiêu lần sửa cánh cửa tủ gỗ ngày xưa bung mẹ cả cánh ra rồi gì nữa. Thế là cái đấy còn dễ hơn cái này tỷ lần. Cái cánh lật này nó khó. Đúng chưa? Cánh lật này nó không sửa được. Và nó không sửa. Rồi mình tắt nhiều hơn, nó chỉ có cái này thôi. Hai cái đấy thôi. Còn tất cả số khác chưa mình có. Cái cùng đó. Xong chưa Giang? Xong rồi á? Chưa, nhưng mà đang em xem có thiếu gì nữa. Từ từ đã dừng lại tí để review qua đã nhé. Zoom to rồi tí em ơi. Các bạn khác cũng mở màn hình lên xem này. Thôi không cần cho cái hình khung hình vuông hình chữ nhật kia vào đâu. Để nguyên này rồi. Đây, tôi review cho chút nhá. Cái thư ra học để sửa đi kìa. Không phải đâu. Đây nhá, cái thứ nhất này. Từ thằng nhân viên sang cái thằng thanh toán này là như thế nào hả Giang? À, nhân viên thì có quản lý được cái phần đơn sau khi đặt phòng xong thì quản lý được cái phần thanh toán của cái đơn hàng đấy thì khi mà mình thanh toán thì nó dễ. Không, đúng rồi. Như này nhá, thằng nhân viên này này, ví dụ việc thanh toán hay không thanh toán ấy, thanh toán rồi hay chưa thanh toán ấy, thì về bản chất nó chỉ là một trạng thái của cái đơn đặt phòng thôi. Em hình dung ra không? Đấy, thì là cái đấy nó chỉ là ở cái việc trạng thái đã thanh toán rồi hay là đã hủy hay là như thế nào đấy. Thì về cơ bản nó là một tính năng ở trong cái đơn đặt phòng. Nên em bỏ thanh toán đấy đi. Kích vào đấy xóa đi. Rồi, ok. Cái trạng thái phòng ấy là như nào? Trạng thái phòng ấy thì kiểu là phòng trống hay là phòng còn không ấy. Thực tế ra nhá, khi mà mình phải hiểu cái logic khi mà người ta làm hệ thống cho một cái trạm này như nào. Khi mà một phòng đã được đặt online nhưng chưa được đặt cọc hay chưa được thanh toán thì cái phòng đấy vẫn là available, tức là nó vẫn được phép người khác đặt tiếp, đúng không? Thì nó hợp lý hơn, đúng không? Còn khi mà chỉ khi người ta đã, một là người ta đã đến check in phòng rồi, hoặc là người ta đã đặt tiền cho cái phòng đấy vào ngày đấy rồi, được chưa? Thì cái phòng đấy nó mới bị disable cái việc đặt phòng đi, đúng chưa? Thì nó hợp lý hơn, đúng không? Hiểu không ạ? Ok. Thì cái đấy nó cũng sẽ phụ thuộc vào cái đơn đặt phòng, được chưa? Em nên có thêm một chức năng nữa cho cái thằng nhân viên ấy. Thằng nhân viên thì ok, đồng ý, nó quản lý thông tin phòng các thứ này, được chưa? Thế vậy thì em thử tưởng tượng xem cái mớ giao diện của mình nó có cái phần nào là phần thông tin về các cái sự kiện cho khách sạn không? Ví dụ tin tức này, sự kiện này, những cái bài viết để quảng cáo, ví dụ như là khách sạn của tôi có cái view như này,
đúng không? Có. Có cái này có em. Em chưa hề có chức năng đúng không? Mà cái này em định nghĩ cho quản lý. Không, quản lý nó chỉ là cái thằng mẹ nó cập nhật. Thực ra thằng quản lý nó là một thằng làm được rất nhiều việc. Nhưng mà về bản chất nó không thò trực tiếp, nó thò tay vào nó viết bài đâu em. Nó thời gian đâu nó ngồi nó viết đúng không? Đấy, còn chưa tính đến những cái gallery các thứ các kiểu nữa. Hiểu chưa? Nãy giờ sửa có hiểu gì không Giang? Có. Đấy, tức là em phải tìm hiểu thêm những cái website hôm trước ấy, em đã gợi ý cho người ta những chức năng gì. Thì bây giờ em phải đưa hết tất cả những chức năng đấy vào đây. Sau đó là thằng nào làm việc gì thì em nối nó vào. Hiểu chưa? Rồi ok, sửa tiếp đi. Các bạn khác cũng làm bài của mình đi. Đấy, tôi sửa cho ông Giang thì chúng ta cũng sẽ có những cái mà của mình đang như thế nào. Thì chúng ta làm cho nó phù hợp thôi. Nha, tiếp tục làm nha. Đến chiều tối ngày hôm nay các bạn sẽ phải gửi tôi cái này. Chút nữa tôi sẽ hướng dẫn tiếp những cái công cụ khác để chúng ta làm. Đừng tắt share nha, vẫn cứ làm bình thường.
Xong chưa Giang? Xong chưa? Bài viết và tin tức nó có gì khác nhau? Có phải khác hẳn, có phải là sai sai. Gì nữa không? Cái dịch vụ khác là cái gì hả Giang? Như kiểu là các service, như kiểu là ăn sáng này rồi gom file cái thứ kiểu gì? Đúng rồi, những cái dịch vụ mà tắm ở đây có cái bể bơi nhân tạo hay gì đấy, rồi ok. Quản lý nó có liên quan gì đến cái việc thanh toán không? Em kiểu kiểu phải quản lý thì quản lý về cái việc thanh toán để xem cái lượng mà lượng tiền mà mình đưa vào người ta đưa, người ta có thể trả trước thì nó mới tính được cái mức độ mà người dùng người ta thanh toán tín nhiệm người dùng thì lúc đấy là em cộng từng hóa đơn một à? Đó. Em ngồi em cộng từng hóa đơn một à? Không, kiểu họ sẽ dựa trên cái mức độ thanh toán trực tiếp trên cái đấy để họ biết xem dịch vụ của họ là như thế nào, hoặc là tâm lý khách hàng của họ. Tức là thằng quản lý ấy, thì thường thường nó sẽ cần một cái thứ gọi là thống kê. Đúng rồi. Chứ em nối thanh toán nên nó cũng không hợp lý đâu. Đúng không? Nó sẽ cần cái việc thống kê doanh thu theo tháng, theo tuần, theo ngày thì nó hợp lý hơn, đúng không? Đấy. Ok. Đúng chưa? Đấy, thống kê tài chính, tài treo gì đấy. Quản lý tài khoản nhân viên, ok. Về thống kê này, nhân viên nó phải nối vào chứ thầy, đúng không thầy? Tại vì thằng nhân viên này không cần em ạ. Nhân viên chỉ việc biết làm việc của nhân viên thôi. Thế em thấy nhân viên không phải thống kê quản lý thì xem thôi. Nhà thằng nhân viên như thằng thống kê lại những cái gì họ đã làm rồi quản lý chỉ việc xem thôi. Theo em, trong một khách sạn nhỏ này, thằng nào sẽ làm cái việc đấy? Vâng. Đúng không? Vâng. Mình cứ tôi đã nói rồi, chúng ta bóp cái scope nó lại một chút. Chứ nếu mà chúng ta làm cái scope nó to quá thì đến lúc đấy chúng ta không làm được. Đúng không? Hoặc là nó sẽ có rất nhiều case khác nhau nó xảy ra thì chúng ta cũng sẽ rất khó để cover. Đúng chưa? Tiếp theo này Giang này. Thằng quản lý nối với đối tác làm gì? Đấy. Tức là để thêm sửa xóa những cái đối tác cái gì? Đúng rồi, kiểu quản lý nó đi. Bây giờ nhá, tôi hỏi em một câu này. Thằng quản lý có được làm tất cả những chức năng của thằng nhân viên không? Được. Thế tại sao không nối extend từ quản lý lên nhân viên? Đúng không? Kể cả từ quản lý xuống ưu đãi cũng vậy. Cái đường là đường mũi tên của nét đứt nhá. Trên cùng. Đấy, đúng rồi. Giữa là viết chữ extend. Extend D. S gì nữa? Extended. Tương tự với cái thằng từ thằng quản lý đến ưu đãi kìa. Ưu đãi thì từ thằng quản lý đến đăng nhập thì nó có thể làm được những cái đúng chưa, bởi vì nó đã có thằng nhân viên, nó làm được cái gì, thằng này đã làm được cái việc đấy rồi, đúng chưa? Đúng rồi. Rồi tiếp tục nha, vẫn còn nữa này. Ngược rồi, cái đánh ngược rồi, đổi đầu cũng tên lại. Rồi tiếp tục này, ví dụ chức năng về ưu đãi của thằng khách, thằng user và thằng nhân viên thì nó có giống nhau không? Có giống nhau theo em hiểu, có giống nhau không? Có phải nó có phải là cùng một chức năng không?
ví dụ thằng nhân viên sẽ làm gì, một thằng xem một thằng là sửa cái đấy, đúng rồi, đúng chưa, ưu đãi cho nên khác hẳn nhau. Ừ, thì đấy nó là chức năng, một chức năng của thằng ở trên nhân viên ấy, thì nó làm cái gì, quản lý về ưu đãi, đúng không? Cái dấu mũi tên của thằng quản lý với thằng nhân viên đang bị ngược kìa. Đấy, tạm thời vậy. Cũng hòm hòm này đây. Đấy các bạn trong lớp nha, để ý này. Thì cái mà chúng ta đang vẽ ở đây ấy, thì đang vẽ một nghịch ngợm linh tinh này này, thì nó là một phần của UML UML ấy. Thì sau này khi các bạn làm dự án tốt nghiệp hay là các bạn đi làm ở công ty, các bạn sẽ gặp những cái tài liệu như này rất là nhiều. Thì ở đây tôi đang dạy các bạn là vẽ những cái cơ bản đơn giản nhất, để sau này khi mà chúng ta đi làm, chúng ta gặp phải những cái tài liệu như này, thì chúng ta cũng có một chút gọi là kinh nghiệm vẽ vời đọc. Dạ, như này thể hiện là các em thấy là nó phân quyền rất là rõ ràng, thằng nào được làm việc gì, đúng không? Đấy, và trong hệ thống, toàn bộ hệ thống này có những cái chức năng như thế nào, đúng chưa? Đây nó là cái tài liệu đầu tiên. Tiếp theo này, bây giờ nếu mà muốn xuất ảnh đó nhá, các em muốn xuất ảnh từ cái phần này ra, các em chọn vào cái dấu hamburger, dấu ba chấm đấy, đúng không? Chọn là từ từ bình tĩnh, download, export and print. Đấy, từ từ đã, chọn download bot dưới cùng ấy. Đấy, chọn là PNG. Học quên nhầm, JPG, xin lỗi. Còn cái này nó sẽ là màn hình trong. Transparent trên download. Đấy, đúng rồi. Úi giời. Xem em zoom nhỏ lại cho nào. Xem mình đang bị gì đấy, xóa cái hình bên kia đi. Kích vào đấy. Còn cái gì đấy? Còn zoom to ra, em zoom to nó ra. Cái đấy là cái gì chẳng biết. Đó đấy. Đoạn này à, chắc từ trong à. Ok, nó không sao, cái không sao. Ok, tạm thời thế cũng được. Thừa cái dấu kia không sao. Được chưa? Cả lớp vẽ cho tôi cái hình này nhá, xem còn ai, tôi cho các bạn 5 phút nữa, ai muốn review thì share tự động, chủ động share screen để tôi review cho các bạn, được chưa? Bây giờ Giang đọc giúp tôi mở cho tôi cái luchat.com. Chat là CH. Xóa đi, xóa TR đi. Đó, chặt ARG đúng rồi, .com. Tôi xin chặt. Login luôn. Login bằng Gmail trường mình ấy. Xong rồi sao? Xong rồi. Cảm ơn nhé. Tớ không sửa lại đâu. Đấy, xong rồi em chọn cái blank. Tắt cái này đi. Chọn new document nhỉ, bấm vào cái document đấy. Đấy, thế là xong. Xong rồi search cho tôi cái screen flow. Ra ngoài tab mới.
cách vẽ screen flow. Đấy. Đấy thì mình bắt đầu mình học cách vẽ dần đi nha. Sau tí nữa quay trở lại đây nói chuyện cho tôi xem screen flow là cái gì. Được chưa? Ngọc chuẩn xem nào, vẽ đến đâu rồi em ơi? Alo. Share screen đi xem nào, xem đúng sai như nào. Đây ạ. Ừ. Có em đây ạ. Rồi. Em zoom to ra một chút được không? Vâng. Thế thầy. À, cái thứ nhất này. Chuẩn nghe đi không? Alo. Đây nhá, cái thứ nhất này. Có em nghe thấy được. Cái UML ấy, cái UML ấy, dạ. Cái USK nó là một trong những cái UML đó. Thì ở đây của chúng ta ấy, cái UML này nó quy định là từ thằng actor sang đến các chức năng các cái use case ấy, tức là từ cái thằng người sang các cái hình ellipse ấy, thì nó là đường không có mũi tên. Em hiểu không? Kích vào một cái đường này đi. Đâu? Rồi. Kích vào một đường đúng không? Một đường bất kỳ đúng rồi. Đấy, em chỉ vào cái đúng rồi đấy, cái đấy. Dưới cùng bên tay trái. Đúng rồi, đấy, thì là em phải xóa mũi tên. Ừ, phải xóa hết tất cả những mũi tên đi. Được chưa? Đấy là một cái thứ hai nữa là em lại bị giống như thằng Giang. Là từ thằng quản lý nó đã được dùng lại tất cả những chức năng của thằng nhân viên rồi. Thì tại sao thằng quản lý lại phải nối đến đăng nhập nữa? Đúng chưa? Em bỏ cái đường dẫn từ thằng quản lý đến thằng đăng nhập đi. Xóa đi. Rồi. Đây nha, tiếp tục này. Ví dụ của em tôi nhìn thấy nó đang có một cái phần là từ thằng guest ra đến ẩm thực đúng không? Rồi. Đúng chưa? Thì cái việc ẩm thực đấy nó nhìn thấy nhưng mà do thằng nào thêm vào? Rồi. Đấy mình chưa có đúng không? Chưa có phần quản lý về nhân viên thực về menu gì đúng không? Đúng không? Rồi. Đấy thì mình phải tạo mới ra nha. Vâng. Tiếp theo thanh toán đăng ký đấy. Ví dụ em có cái tin tức và bài viết đi kìa của nhân viên ấy. Nhưng mà thằng nào là thằng đọc? Đúng không? Chẳng có ai đọc tin cả. Đọc là... Tức là cái chức năng của em nó đang rất hỏng. Nhá. Tức là có cái mà có ở phía ngoài là gì? Phía những cái chức năng của thằng guest, của thằng user nó sử dụng được. Nhưng mà không có nơi nào là nơi tạo ra. Ví dụ như cái hình ảnh ấy kìa, em nhìn thấy cái phần ghép ra đến hình ảnh không? Ghép ra đến hình ảnh, thế vậy thì hình ảnh ấy do ai thêm, đúng không? Chuẩn chưa? Đấy, rồi tiếp theo này, tại sao lại từ thằng user mới vào đến chi tiết phòng? Đúng không? Chi tiết phòng là cái thứ mà ai cũng có thể vào xem được chứ. Phải không? Đấy, thì em cái logic của em đang bị lệch. Rồi. Nên là em phải sắp xếp lại các cái chức năng này giúp tôi nha, tí nữa tôi sẽ kiểm tra lại, hiểu chưa? Hiểu không? Đấy, sửa lại đi. Rồi. Chứ em làm như này mấy nữa sếp mà bảo em vẽ cho anh use case thì nó chửi cho thì há mồm. Nha. Rồi. Đức Hoàng nha. Đâu rồi Đức Hoàng rồi. Alo Đức Hoàng ơi. Thì giờ vẽ đi, mở lên vẽ mới cũng được.
cứ mở lên vẽ đi, tôi có thời gian tôi ngồi tôi xem thôi mà, không sợ cái gì. Share screen đi, xong rồi bắt đầu ngồi vẽ đi. Bắt đầu vẽ mới, không sao hết. Em giữ ship xong bôi hết mấy cái hình này đi. Giữ ship xong bôi hết mấy cái hình này. Đúng rồi, xóa. Để. Rồi, cả cái hình bên đấy nữa. Rồi. Dưới cái hình này nữa. Còn cái hình well done kia đấy. Thế rồi. Rồi, vẽ mới đi. Em sẽ có bao nhiêu actor? Sao còn lắm thế? Giữ ship xong xóa hết cái đống này đi. Cái gì đấy? Giữ ship xong kéo, xóa. Rồi, còn hình thằng nữa kia, thằng nhăn nhở đấy, xóa nốt đi. Rồi, bắt đầu vẽ đi. Tập tên cho actor. Cái gì không? Ông phải đắn nót quá đâu, cứ vẽ lung tung lên không sợ đâu. Tay sửa, sửa đẻ. Được. Huy Hoàng xe đi. Cái gì đây? Đăng nhập. Kéo lên trên tí đi Hoàng ơi. Không kéo lên trên cơ mà. Đẩy đẩy lùi lên trên để tôi xem cái ở dưới thằng user nó có chức năng gì ấy. Thứ nhất là như này nhá Hoàng nhá. Nghe đi ông bật mic lên thế nào.
Đây ạ. Vâng, nói đi. Ông Huy Hoàng cơ. Vâng. Thằng Đức Hoàng nghe luôn này. Ví dụ nha, bây giờ em tạo ra một chức năng đúng không? Ví dụ thằng user kia em tạo ra một chức năng cho nó. Nhưng mà cái người ta sẽ thắc mắc một câu với mình là nếu mà cái thằng user được sinh ra chỉ để cập nhật thông tin tài khoản. Hiểu không Huy Hoàng? Vâng. Thì có cần thiết phải tạo ra nó hay không? Ví dụ như là em chẳng hạn, em hiểu không? Em đi bây giờ đi mua hàng, em đi mua hàng ở trên Tiki hoặc Lazada, đúng chưa? Em có sẵn sàng đăng ký tài khoản không? Có hay không? Nếu mà trong trường hợp không bắt buộc thì mình sẽ không đăng ký làm gì cả, đúng không? Vâng. Bởi vì mình sẽ thừa là nó sẽ lấy thông tin của mình để nó làm một cái việc gì đấy, có thể là gửi quảng cáo spam hay là gửi tin nhắn linh tinh chẳng hạn, thì mình không thích, đúng không? Thế vậy thì bây giờ người ta sẽ lại thắc mắc lại với em là tại sao thằng user này được tạo ra để làm gì? Tôi đăng ký vào với ông xong rồi để cho ông bán thông tin của tôi à, đúng không? Hiểu chưa Hoàng? Vâng. Đấy thì bây giờ em phải nghĩ cái giải pháp làm thế nào đấy để hợp thức hóa được cái thằng user đấy. Lại thanh toán, mày lại chết rồi. Mày lại dính vào một cái bẫy khác. Là bẫy gì? Khi mà em đặt phòng nhá, đúng chưa? Vâng. Thì em có một cái đơn đặt phòng đi. Bây giờ một cái order, đúng chưa? Nhưng bây giờ em bắt người ta phải đăng nhập vào thì mới thanh toán được. Em hiểu không? Vâng. Tức là bây giờ phải đăng nhập vào thì mới thanh toán được cho cái order đấy. Thì nó có lợi hay có hại cho hệ thống? Hoàng. Nó lằng nhằng hơn thì sẽ có hại. Nó không phải là lằng nhằng hơn mà là người ta sẽ, bởi lúc nãy tôi nói rồi là để đăng nhập vào ấy thì người ta đã rất ngại rồi đúng không? Vâng. Và bây giờ em lại bắt nó làm một cái việc nó lằng nhằng hơn, đúng không ạ? Bởi vì hệ thống này là cần cái gì? Rất cần người dùng đặt phòng và thanh toán trước, càng nhiều càng tốt, đúng không? Tôi cứ phun phòng được bao nhiêu lâu là hay bấy nhiêu, đúng chưa? Vâng. Đó. Thế vậy thì bây giờ em lại bắt người ta phải đăng nhập vào cái thanh toán, thì tự nhiên là lại phải thêm một bước nữa trong cái việc mà tôi mong muốn là kín phòng, thì như vậy là không tốt đúng không? Vâng. Thế vậy bây giờ em phải nghĩ ra quay lại cái bài toán cũ đúng không? Rồi tiếp theo Việt Đức xem nào. Nhưng nếu mà mình cho người ta đăng nhập vào nó sẽ có những cái dịch vụ tốt hơn thì người ta sẽ thích đăng nhập hơn nhỉ? Đúng rồi, thì welcome luôn. Của Việt Đức thì bị một cái, à đây rồi, có thấy rồi. Quản lý thì có mỗi việc thống kê rồi à Việt Đức? Có quản lý nhân viên nữa thầy. Đâu? Ý ông là có cái đấy nữa phải không thầy? Thì ai biết đâu, cứ vẽ thì tôi xem nào. Được rồi, thằng này tạm ổn. Rồi ok. Rồi nhá. Tạm thời chúng ta dừng lại cái việc use case ở đây, thì về các bạn phải có nhiệm vụ là sẽ hoàn thiện cái use case này giúp tôi được chưa? Được không? Rồi ok, quay trở lại với cái đống này. Sau khi use case rồi, đúng không ạ? Sau khi use case là chúng ta xác định được các cái chức năng rồi, đúng chưa? Thì bây giờ chúng ta phải chuyển sang một cái phần tiếp theo. Từ đây chúng ta chuyển sang bên này, xong từ bên này. Bên này. Được chưa? Là chúng ta sẽ vẽ cái screen flow để cho người dùng biết là ở trong cái
trong cái hệ thống này sẽ có bao nhiêu màn hình, các cái màn hình đấy nó sẽ đi từ đâu đến đâu ra làm sao, được chưa? Thì bây giờ Giang đâu rồi? Giang ơi, alo alo, Giang đâu? À đây em đây. Nghiên cứu được cái Spin Flow chưa? Con này thì không khác gì con Camtasia đâu. Không, cái đấy là phần mềm em nghiên cứu sai rồi. Đây. Spin Flow à? UML Screen Screen Flow. À. Đây à? À đây, ui giời ơi. Đây à, Screen Flow à. Nhìn thấy chưa? Đây. Thì là gì? Từ một cái màn hình nào đấy, mình có thể từ cái màn hình đấy chuyển sang những cái màn hình khác. Có nhìn thấy không? Có. Mình có thể chuyển sang các cái màn hình khác nhau, ví dụ như từ account management screen này, ông tiến hành đăng nhập này, thì nó sẽ có account login screen này. Thì nếu mà trong trường hợp ông login sai mật khẩu hoặc sai tài khoản thì nó sẽ vòng ngược lại đúng cái màn hình này luôn. Đúng chưa? Đúng chưa? Hoặc là ông để vào được trong cái main screen này thì ông phải thực hiện tạo tài khoản. Đúng không? Đây ông tạo tài khoản đây. Sau khi ông tạo tài khoản xong thì ông mới vào được cái main screen này. Từ main screen nó có thể là vào được application setting screen, tức là thiết đặt hệ thống này. Notification screen này để gửi cái notify đi. Device management screen là cái gì ạ? Cái nơi để quản lý các cái thiết bị. Các em hiểu hình dung ra cái đống này không? Được chưa? Thế bây giờ chúng ta sẽ quay trở ngược lại với cái Lucid Chart. Thực ra các em vẽ với cái này cũng được, chứ cũng không nhất thiết là phải vẽ trên Lucid Chart nhá. Lucid Chart thì nó chuẩn chỉ hơn thôi. Bây giờ ví dụ tôi vẽ demo trên đây nhá. Thì ví dụ như chúng ta sẽ có một cái ở đây. Sau đó chúng ta có cái này. Đây là chức năng cho thằng guest này. Là khách không có tài khoản đúng chưa? Mình nối xuống đây. Đây là để đường thẳng đi. Đây đường thẳng đi guest này. Từ thằng guest này nó có thể là vào các cái trang, ví dụ như là trang chủ này. Trong trang chủ này thì nó có thể là vào được những cái trang khác, ví dụ như là tìm kiếm, đúng không? Kết quả tìm kiếm đúng chưa? Từ kết quả tìm kiếm hoặc là nó bấm vào một cái chi tiết phòng đúng không ạ? Rồi thì bấm vào gallery của khách sạn này đúng không? Rồi thì từ trang chủ này thì nó có thể bấm được vào cái đặt phòng đúng không ạ? Hoặc là từ chi tiết phòng cũng có thể vào được đặt phòng luôn, hoặc là từ trang chủ có thể vào được đặt phòng luôn cũng vậy đúng không? Đây từ thằng này thì có thể ra đây, thằng này có thể ra đây đúng không? Được. Rồi bây giờ thằng này nó có thể là đăng ký nữa đúng không? Đăng ký đây, thằng này nó có thể vào đây. Các em hiểu cái phần đấy chưa? Từ đặt phòng nó sẽ đến cái màn hình tiếp theo. Từ đặt phòng nó sẽ đến cái màn hình là thanh toán đúng không? Thanh toán. Sau khi thanh toán xong hoặc là từ nó không thanh toán thì nó cũng sẽ là chuyển đến cái màn hình là chi tiết hóa đơn. Được chưa? Thì từ thằng này cũng vào đây được, hoặc từ thằng này cũng về đây được. Các em hiểu không? Đấy, tức là nó sẽ thể hiện cho mình là cái logic khi mà vào cái hệ thống này nó sẽ như thế nào. Hiểu chưa? Đấy, được chưa? Ngoài ra nữa các em có những cái gì, ví dụ như là đây, chị tìm kiếm cũng sẽ về chi tiết phòng đúng không? Sau đấy là các em sẽ có một cái nữa là ví dụ như danh sách tin tức này. Thì bấm vào đây, từ đây đến đây. Được chưa? Và chúng ta sẽ có là chi tiết tin tức. Nội dung tin tức chứ. Đúng không? Thì nó có thể là đi từ đây về đây hoặc là thẳng từ trang chủ vào luôn, bởi vì chúng ta có những cái tin chúng ta để ngoài trang chủ luôn đúng không? Được chưa?
Xong rồi ở trong này thì chúng ta sẽ có cái phần là phần chức năng là comment đúng không? Comment. Cái này thì tùy các bạn đấy nhá. Nếu trong trường hợp mà cần phải đăng nhập thì chúng ta sẽ viết một cái take note. Viết một cái take note ở bên cạnh. Đây, cái markdown đây. Cái này thì cần, hoặc là chúng ta viết thẳng chữ ở trong cái đi, ở trong cái đường kẻ này đi. Ví dụ như ở đây chúng ta viết là cần đăng nhập này. Đúng không? Cần đăng nhập thì mới thực hiện được cái chức năng này. Đúng chưa? Đến các cái màn hình khác các em cũng sẽ làm tương tự như vậy. Đúng chưa? Hoặc là em để đây là phía client đi. Client là phía khách hàng, phía ngoài trang khách hàng được làm những cái việc gì. Đúng chưa? Trong chi tiết phòng này thì các em hoàn toàn có thể là viết vào đây là các cái view và các cái thông tin về phòng, hoặc các cái đây gọi là cái gì nhỉ, các phòng tương tự, ví dụ như vậy, hoặc là show ra các cái dịch vụ, các cái dịch vụ đi kèm, đúng chưa? Đây, từ trang chủ này nó còn có thể đi đâu đấy, các em viết tiếp tục ra nhá. Sau khi các em viết xong ở phía client rồi, đúng không ạ? Sau khi các em viết xong ở phía client rồi thì bây giờ các em sẽ chuyển sang phía quản trị. Quản trị thì trong cái việc quản trị này thì nó cũng sẽ phải thực hiện việc là đăng nhập đã, đúng không? Lúc nào quản trị là phải đăng nhập đã, đúng chưa? Đúng không? Chứ không thì không thể nào cho vào bậy vào bạ được. Đúng chưa? Đăng nhập này, đăng nhập xong rồi đến trang dashboard này. Dashboard này, đúng chưa? Từ dashboard chúng ta sẽ sang những cái phần khác, ví dụ như quản lý về tài khoản. Quản lý tài khoản, đúng không? Đây, quản lý tài khoản này. Rồi thì về chi tiết quản lý tài khoản thì chúng ta không đi vào chi tiết nha, ví dụ màn hình danh sách, màn hình thêm, màn hình sửa. Rồi chức năng xóa thì chúng ta không đi vào chi tiết ở đấy, được chưa? Thì chúng ta chỉ nói những cái thứ tổng quan thôi, hoặc là trong này, trong quản lý tài khoản này chúng ta có cái chức năng đặc thù của nó, ví dụ như là cấp quyền cập nhật, quyền truy cập cho tài khoản, tức là set lại cái role cho nó thì ok, chúng ta nối ra. Các em hiểu không nhỉ? Những cái chức năng cơ bản ở trong phần quản lý này thì ai cũng hiểu, nó là thêm sửa xóa rồi thì thôi bỏ qua, nhưng mà những cái mà nó đặc biệt cho cái chức năng này thì chúng ta mới viết ra nhá. Đấy, rồi thì ở trong này chúng ta có quản lý về phòng, quản lý phòng, thông tin phòng, nó phải khớp với cái use case em nhá. Những cái này ấy, khi mà người ta review ấy, người ta sẽ phải yêu cầu là khớp với những cái thứ bên này, được chưa? Ở ngoài kia chúng ta có những cái chức năng gì thì vào trong này chúng ta phải có cái nơi, có cái màn hình để thể hiện cái chức năng đấy, hiểu chưa? Hình dung không các bạn ơi? Có. Rồi ok, bây giờ lại vẽ nhá, cho các bạn 10 phút xong tôi sẽ lại review, tôi sửa, được chưa? Cái này nó không hề khó, nhưng mà chúng ta nó sẽ giúp chúng ta hình thành cái tư duy các cái màn hình cho chúng ta sau này khi mà làm việc tốt hơn, được chưa? Làm nhá, Giang xem màn hình đi, lại bắt đầu từ Giang. Làm luôn lên trên cái này cũng được hả thầy? Ừ, làm luôn trên cái này cũng được. Chưa bao giờ tưởng tượng đến những cái công việc như này bao giờ, đúng không? Vâng. Chưa. Bắt đầu được học tí. Thực ra ấy, là nó nếu mà đúng ra nó học ở Greenix là nó được học rồi đấy. Chưa thầy ơi. Chưa. Điều mới có Lucid chạt thôi, còn mấy kia thì không. Rồi ok, cái này có khả năng là nó sẽ phụ thuộc vào cái kinh nghiệm làm việc thôi. Đấy, vẽ đi ra. Cứ lấy vừa một cái hình nào cũng được, tôi chấp nhận cái việc đấy. Em cứ lấy một cái hình tròn vứt ra.
Kích vào cái mũi tên đi ra này. Kích vào cái mũi tên đi. Đấy rồi. Em sổ cái dấu ở trên này xuống này. Trên. Trên cơ. Đấy em nhìn thấy cái em hình zig zag không? Kích vào đấy. Cái đầu tiên đấy. Rồi nó sẽ tự thẳng. Đấy, kéo kiểu gì kéo. Rồi, ok. Kéo rộng rộng ra. Nhìn nó thoáng mắt. Rồi. Đấy em xóa cái từ trang chủ đến đặt phòng đi, em vẽ lại một cái đường khác nó tự thẳng. Ờ, à, nó vẫn hình chính xác à? Rồi. Không, từ từ đã, kích lên trên kia đi, kích lên trên trước đi. Kích ra ngoài trước đi. Rồi, hình như mũi tên là chính xác ở trên đấy. Cái hình mũi tên chính xác ở phía trên cơ. Ở trên cái menu ấy. Không, cái lúc nãy kích vào ấy. Đấy, rồi. Ok, rồi giờ vẽ đi.
Dễ chậm chứ.
Giang ơi, Giang, Sao đó? ông thấy cái màn hình của ông vẽ nó không khác gì Đông Giác không? Nó cứ lằng ngoà lằng ngoằng. Kéo rộng nó ra em. Sao mày cứ vẽ nó lý nha lý nhí vậy? Rồi chờ tí Hoàng nha. Rồi ok, sửa lại đi. Hoàng đâu rồi? Share đi em ơi. Cái gì đây? Cái để lại lời nhắn đây là cái gì hả Hoàng? Như kiểu họ có họ để lời nhắn Gmail các thứ ấy, thì ý là đấy là cái phần là liên lạc mà liên hệ mà đấy là hai cái là một không thì em để màn hình liên hệ đi sửa lại cái đấy thành liên hệ đi rồi viện ok tin tức và khuyến mại là không, hai cái phần khác nhau này em nghĩ là em chở nó chung nó ok nó không chung chứ nếu mà em đã có khuyến mại ấy thì tùy vào khuyến mại em lựa chọn em khuyến mại theo đợt thời gian tức là khoảng thời gian này ví dụ từ tháng 4 đến tháng 6 ai đặt phòng cũng được khuyến mại thì em để nó là tin đi kia ok nhưng mà nếu khuyến mại của em là theo mã khuyến mại áp dụng cho mỗi một hóa đơn thì cái đấy nó lại là khác nhá, hiểu chưa? Cái đấy tùy em lựa chọn thôi. Tiếp theo này, trang chủ ngồi đến cái gì kia, đặt phòng, đơn thức chi tiết, đơn đặt phòng, thanh toán, nhập, lịch sử bình luận. Cái bình luận thì nó không nằm trong phần đăng nhập đấy nhá. Cái bình luận kia nó phải nằm ở trong phần chi tiết phòng nhé. Toàn chỗ đây đánh giải đấy. Ý em là chỗ này là đăng nhập thành công thì nó mới có những cái này. Không 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 thấy được. Mình không để thấy được. Tức là sau khi đăng nhập thì em vào phần nó đến từ đăng nhập nhé. Từ đăng nhập nó sẽ đến với thông tin tài khoản. Trong tài khoản thì nó có cập nhật thông tin và xem lịch sử giao dịch. Đúng không? Em xóa cái thành công đang thành công đi. Xóa đi. Đấy, từ đăng nhập nối đến cập nhật thông tin tài khoản. Không được chị ơi. Bây giờ từ thông tin tài khoản mới ra đến đổi thông tin lịch sử. Đấy. Thế thì đúng không? Để em xem còn cái gì không thì em bôi nốt ra. Được rồi nhá, phần này tạm tạm thế. Ok. Rồi ok. Đây là cái gì đây? Quản trị, đăng nhập, dashboard, quản lý, thống kê tài chính, quản lý tài khoản, nhân viên, quản lý phòng. Cái này làm từ dashboard đến nhân viên là như nào hả em ơi? Ý là nếu mà cái role của nó là quản lý thì nó mới có thêm cái này. Còn là nhân viên thì... Em cứ vẽ tổng là được. Không cần ạ. Ừ, không cần đâu. Chưa có màn có thống kê rồi kia. Quản lý đơn đặt phòng.
Hóa đơn và đơn đặt phòng có gì khác nhau? Hóa đơn tức là cái này, cái này nó có cả tiền chứ các thứ ấy này. Cái này đơn nó chỉ... đặt phòng nó cũng có tiền chứ các thứ chứ. Cho em lại phải tách ra thành hai cái như vậy cho vất vả ra. Quản lý bài viết, quản lý các dịch vụ. Dịch vụ riêng mà ưu đãi riêng nhá, chứ không 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 gộp chung như này được. Ý em là những cái mà nó đồng cấp nó tương tự thì em chèn nó vào chứ không phải là em cho chung nó vào. Không, chung. Nhưng mà cái kiểu dữ liệu của nó có giống nhau không? Nếu mà giống nhau thì em gom được, còn nếu không giống nhau thì em phải tách nó ra. À tức là kiểu dữ liệu giống thì mới gom, còn không thì vẫn phải tách hết. Đúng rồi. Còn em tưởng là những cái chức năng này thì chỉ cần vẽ một cái đại diện thôi. Không, làm gì có chuyện thế được, em phải vẽ đầy đủ ra cho người ta chứ. Đây đã bớt cho em rất là nhiều thứ rồi. Hiểu chưa? Đấy rồi, ok. Như vậy các bạn về nhà vẽ theo hai thằng nhá. Thằng Giang và thằng Hoàng đang vẽ theo hướng nó tương đối rồi. Được chưa? Còn lại cái công cụ cuối cùng cũng là cái công cụ khó nhất. Khi mà chúng ta làm và nó mất rất nhiều thời gian luôn. Thì nó là chúng ta sử dụng Balsamic Mockup hoặc là sử dụng cái gì nhỉ? Adobe XD. Thì nói chung là các bạn vẽ bằng cái gì cũng được. Nhưng mà trong thực tế bây giờ ấy, các cái công ty bây giờ người ta làm ấy thì đa phần là người ta vẽ nó thật luôn bằng Adobe XD. Thì tôi cũng sẽ về cái phần Balsamic thì tôi sẽ không hướng dẫn lại nữa nhá. Tôi sẽ hướng dẫn các bạn vẽ bằng Adobe XD thôi. Được chưa? Thì ví dụ như sau. Đây các bạn cài cái Adobe XD này vào. Cài vào máy thì chưa? Sau đó đấy chúng ta chọn một cái màn hình, ví dụ như web đây, chúng ta chọn là màn hình web, được chưa? Kích vào đây. Đấy, thì nó sẽ ra một cái màn hình giống như này. Đây là kích cỡ. Đúng cái kích cỡ khi mà các bạn vẽ ra nó sẽ là đúng kích cỡ của màn hình máy tính của chúng ta luôn đấy. Màn hình này là màn hình Full HD 1920x1080. Được chưa? Trong cái thằng Adobe XD này thì nó có rất nhiều thứ hay ho, ví dụ như các công cụ của nó các em sẽ thấy nó khá là giống so với thằng Photoshop, được chưa? Nhưng mà nó đơn giản hơn rất là nhiều bởi vì nó phục vụ cái việc là xây dựng ra một cái giao diện cơ bản đơn giản mà bằng cách nhanh nhất, được chưa? Thì ở đây nó có cái hình này là hình rectangle. Đấy, cái hình này em dùng để vẽ ra hình vuông hoặc hình chữ nhật. Cái hình eclipse để vẽ hình tròn hoặc là hình đường thẳng eclipse. Cái bút để các em vẽ vời linh tinh này nữa, vẽ đường cong, tạo hình, nói chung là tạo hình, được chưa? Đấy, để tạo hình. Đấy, còn cái text này để mình viết text vào này. Còn cái này là cái artboard là cái gì tôi cũng chẳng biết nó là cái gì đâu, tôi cũng chưa để ý lắm cái đấy. Còn cái search này thì không còn quan tâm. Ngoài ra nữa ở trong này chúng ta có thể là cài thêm rất là nhiều các plugin. Ví dụ như tôi hay cài các plugin về biểu đồ hay là về các cái icon. Đây biểu đồ đây, Odin chart đây, icon group đây. Rất nhiều các cái thứ để tôi có thể là hỗ trợ tôi trong cái việc vẽ. Được chưa? Thì ví dụ như bây giờ tôi sẽ vẽ cái màn hình giao diện cho cái màn hình trang chủ. Được chưa? Thì nó sẽ như thế nào? Ví dụ tôi kích vào cái hình này. Bây giờ tôi mong muốn cái chiều cao của cái màn hình này của tôi nó dài được khoảng 3.000 pixel. Đấy, nó rất là dài luôn. Dạ, nó rất là dài. Thì bây giờ ở đây chúng ta sẽ thiết kế như nào? Ví dụ, cái khung của chúng ta nó sẽ dài, nó sẽ nằm trong khoảng là 1120 nhân với 3.000. Và bây giờ tôi sẽ căn nó vào giữa. Tôi căn cái hình này nó vào giữa. Đây, em sẽ thấy là nó có một cái đường thẳng ở giữa đây, kích vào đây. Đấy. Thì là mỗi một website thì thường thường người ta sẽ để rộng hai bên và để nội dung chính ở giữa này. Cái đấy thì cũng tùy thôi nhá. Tùy thôi, tùy theo cái giao diện các em muốn làm là như thế nào. Các em có thể là vẽ lại trên một cái màn hình, một cái theme nào đấy. Ví dụ như các em có thể vào trong cái theme forest. Theme Forest. Các em search một cái về hotel. Và chúng ta làm lại của người ta thôi cũng được. Được chưa?
tôi không cần các em phải sáng tạo, quá sáng tạo để làm gì, làm lại. Nhưng mà chúng ta khi mà chúng ta vẽ như này, chúng ta sẽ hiểu được là mình đang làm cái gì và các chức năng của mình đang cần có, mình có thể lấy lại được của người ta cái gì. Còn cái việc là lấy cái tài, cái lấy cái template này về, tôi đã dạy các em rồi đúng không, tôi đã dạy các em bằng cái HT track rồi, thì các em hoàn toàn có thể là sử dụng cả những cái HT track đó để mình có thể là tải cái theme này về và mình sẽ sửa trên cái theme đấy theo cái màn hình của mình, được chưa? Cái này thì tôi chỉ hướng dẫn em là vẽ và lấy những cái gợi ý từ những cái theme về để cho chúng ta có thể là chuyển biến nó thành cái website của mình, được chưa? Chờ chút nó vào đây rồi tôi sẽ vẽ lại cái hình cái website này. Nó lâu nhỉ? Nó sẽ lâu hết. Ok, chúng ta sẽ sang cái khác đi. Quá mất thời gian. Chậm quá nhỉ. Đây, ví dụ như chúng ta sẽ chế lại cái thằng này chẳng hạn, đúng không? Đó thì chúng ta cũng sẽ làm giống như người ta thôi, chứ chúng ta cũng không có cái gì cao siêu cả. Chúng ta sẽ ví dụ như ở phía trên này, các bạn sẽ nhìn thấy ở phần này nó sẽ có một cái menu như là về cái nội dung, một màu là màu xanh, à màu ghi đúng không? Đúng không? Thì bây giờ chúng ta sẽ kéo lùi thằng này xuống độ khoảng cái này là khoảng 100, cái này là 50. Rồi ok. Chúng ta sẽ cách ở phía trên là 150 pixel. Đấy, nó sẽ tụt xuống, được chưa? Và bây giờ chúng ta sẽ có một cái rectangle nữa ở phía đây. Chúng ta sẽ cho cái độ cao của nó bằng 100 pixel. Dạ. Và còn một cái nữa, chúng ta có thể là chọn là V, kích vào đây, duplicate nó lên. Chúng ta sửa lại nó còn 50 pixel. Đấy. Nó kéo nó xuống chân này. Dạ. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đổ màu cho cái thằng này. Thì cái màu của nó thì chúng ta có thể là sử dụng các cái tool để giúp mình có thể lấy màu. Ví dụ màu của nó đây này. Bây giờ mình có thể là đổ cái màu này vào. Đổ cái màu này vào. Được chưa? Đây là cái màu. Bây giờ chúng ta sẽ bỏ cái border của nó đi. Đây cái thằng này, chúng ta bỏ cái border của nó đi. Nó sẽ nhìn nó sắc hơn. Tiếp theo là cái màu của thằng này đúng không ạ? Đây. Đây là màu EF. Chúng ta lại kích xuống đây, chúng ta đổ màu. Đây. Đấy, và chúng ta tiến hành là bỏ border của nó đi. Được chưa? Thì bây giờ ở trên này, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành là vẽ một cái hình nữa ở đây. Kéo hết từ đây đến đây. Kéo hết vào. Sau đó là chúng ta để cho nó một cái màu là màu rectangle, màu transparent. Đây, kéo đây nó ra thành màu transparent. Được chưa? Trong cái màu transparent này để chúng ta, để sau này khi mà chúng ta, và bây giờ chúng ta nhóm nó vào đây, ví dụ như cái hình này bây giờ chúng ta có thể chuột phải vào và tạo ra nó thành một cái group, nhóm nó vào, được chưa? Chúng ta đặt tên cho nó là nhóm group này là về cái header đi, được chưa? Nhóm header thì trong các bạn bung ra, các bạn có thể nhìn thấy các cái header ở trong này, được chưa? Tiếp theo là tôi sẽ có một cái hình ở phía trên này là Paradise Hotel, đúng không ạ?
Thì bây giờ tôi sẽ lại vẽ một cái hình nữa, đặt lên đây, đặt lên đây tầm này đi, tầm nó rộng độ khoảng 350 pixel, 350 pixel rộng 150 như này, ok được chưa? Sau đó bây giờ ở trong cái hình này, bây giờ tôi muốn đưa một cái icon hoặc một cái hình ảnh nào vào đấy. Thì ví dụ như tôi đưa hình ảnh đi, tôi đưa cái hình của Poly vào chẳng hạn, đây logo Poly đây chẳng hạn, đúng không ạ? Thì tôi sẽ ném, cầm ném nó vào thôi. Tiền nhanh không? Vâng. Đấy, và tôi sẽ bỏ cái border của nó đi, và cái hình ở bên ngoài này, cái hình ở bên ngoài này này, tôi cũng bỏ border của nó đi luôn, để cho nó không bị quá mà kiểu dạng như là khó, nó vết gợn lên ấy, thì nó không hay, thì tôi vứt nó vào đây thôi, được chưa? Còn nếu trong trường hợp các bạn muốn căn chỉnh cái hình này để cho nó phù hợp hơn ấy, thì các bạn kích đúp vào hình này, kích đúp vào trong hình này, kéo đấy xong thả ra đấy, nó sẽ như này, được chưa? Tức là cái hình nó cũng sẽ theo tỷ lệ của cái này, nhưng mà chúng ta muốn thay đổi cái vị trí của hình thì chúng ta kích đúp vào trong này, kéo đi, được chưa? Tiếp theo nữa, bây giờ là đến cái khối ngôn ngữ này, đúng không ạ? Đây cái khối ngôn ngữ này, được chưa? Thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành, chúng ta bỏ cái logo này vào trong cái cục này luôn, trong cái nhóm này luôn, để chúng ta có gì mấy nữa chúng ta kích vào đây, chúng ta kéo nó đi, là cả lũ nó đi luôn chứ nó không đi một mình thì nó, đúng chưa? Đấy là cái việc là vì sao chúng ta phải nhóm. Tiếp theo đến cái khối ngôn ngữ này, thì chúng ta sẽ có những cái text ở đây, này, ví dụ như là về N, hoặc là ví dụ như các bạn để đây là đăng nhập đăng ký chẳng hạn. Chúng ta tất nhiên là nhìn cái hình bên kia thôi, nhưng mà thực ra chúng ta phải tự sửa theo cái quan điểm của mình, đúng chưa? Đăng nhập, bây giờ cái chữ đăng nhập này tôi sẽ đổi màu cho nó thành màu trắng, dạ, và tôi bầu đờ nó lên. Nhìn thấy cái chữ đăng nhập chưa? Rồi. Đây đăng nhập xong, lấy cái dấu này chúng ta kéo rộng rộng ra một chút. Đấy, xong bây giờ chúng ta có một cái đường thẳng. Đấy, đường thẳng rồi chúng ta sẽ cho nó cái màu là màu trắng luôn. Tất nhiên là cái này width là bằng 1 pixel. 2 là bằng 40. Và bây giờ chúng ta kéo nó ra, nếu kích thích thì các bạn zoom vào cho nó nhìn cho nó chuẩn, kéo nó lùi sang đây thì nhưng nó hơi lệch đúng không? Đây được chưa? Và bên kia chúng ta đắp liên kết này lên và kéo sang để đăng ký. Được chưa? Và ba cái thằng này chúng ta ném luôn vào trong phần header. Đấy. Giờ zoom out ra. Nhìn thấy không ạ? Bây giờ cầm cả cục này kéo đi đâu nó cũng vậy thôi. Nên chúng ta có nhóm rồi mà. Được chưa? Vẽ từng phần một thôi, xong chưa? Được. Theo ở phía phần phía trong này, bây giờ mình làm cái gì với nó? Thì ở trên này chúng ta đã có sẵn menu rồi này. Đúng chưa? Ví dụ như về home này, về phòng này, về tin tức này, về contact này, về đặt phòng này, đúng không? Thì chúng ta lại copy cái thằng này, kích đúp vào copy xuống đường đây, chúng ta sẽ đổi màu cho nó. Ví dụ màu này của người ta đang là màu đen đi, đen thì tôi kéo thẳng xuống màu đen. Nó chữ nó to nhỉ? Ở đây pin là màu đen này, trên nhỉ? Kích đúp vào đây này. Pin này là màu đen này. Đen hoặc là chúng ta để nó opacity một tí cho nó mờ bớt đi, bỏ border đi, đăng nhập này. Thì bây giờ chúng ta sẽ sửa thành trang chủ, đúng không? Trang chủ này. Còn tiếp theo đến cái gì nhỉ? Phòng này. Tiếp theo là thực đơn này. Đây là tin tức này. Liên hệ. Đấy.
cùng là đặt phòng. Ok. Bây giờ những cái thằng này chúng ta cho header rồi. Thích thì chúng ta nhóm nó vào thành một cái nhóm nữa. Nhóm này gọi là nhóm menu. Menu. Rồi xong. Được chưa? Còn nếu trong trường hợp các bạn thích có một cái đường kẻ giống như người ta ở ở đây thì chúng ta thêm cái đường kẻ vào thôi. Đường kẻ chúng ta lấy ở đây nhá. Được chưa? Còn nếu như tôi không cần thì tôi để nguyên như này là xong. Bây giờ nếu các muốn view xem nó giao diện nó như nào thì sẽ trông như này. Được chưa? Ừ. Đấy. Nó tắt này đi. Được chưa? Tiếp theo ở bên dưới thì nó là một cái slider này. Tất nhiên đây tôi demo thôi nhá, còn các bạn vẽ thì nó phải có một tí gọi là thẩm mỹ chứ không thể nào mà để xấu như tôi được. Đúng không? Để đây là 400 pixel này. Đấy, 400 pixel này. Kích ra ngoài này. Đây, kích vào đây, chúng ta sẽ bỏ cái border nó đi. Dạ, bây giờ chúng ta ném tạm vào đây một cái ảnh nào đấy. Copy image. Đây, nào. Đây, ảnh này. Ném vào trong này. Cho mẹ nó đi. Đây rồi. Oh, copy image address. Tải này xuống. Ví dụ để ngoài desktop này. Tạo ra thư mục là dự án 1. Đấy, nhắm vào trong này. Xong, à, và bây giờ ở trong cái XD này chúng ta cũng cầm cái kia chúng ta phang vào. Được chưa? Đó, xong bây giờ chúng ta sẽ tiến hành là tạo ra hai cái icon ở hai bên này để thể hiện nó là slider, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ tiến hành là để đây hai cái icon như này. Để một cái ô như này. Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ pin màu cho nó là cái màu này. Bỏ border đi. Được chưa? Đấy, kích vào đây. Sau đó bây giờ tôi dùng cái plugin này, icon drop này. Tôi sẽ chọn là chép bronze path. Đây, bây giờ tôi chọn cái icon này. Dạ, insert vào. Ra hình chưa? Rồi. Trong trường hợp các bạn thích thì các bạn có thể là zoom nhỏ nó vào. Được chưa? Hoặc căn vào giữa. Thế thôi. Xong bây giờ các bạn duplicate thằng này lên. Kéo ra ngoài. Kéo ra ngoài này. Không biết có lật từ sang không? Đây, lật từ sang này. Để cách 50 này. 51 mất rồi, 50 này. Đây thằng này cũng cách là thôi kệ giác tạm tạm này. Được chưa? Rồi. Đây, đây là hai cái menu. Đây là cái menu. Còn nếu thích thì các bạn phang mấy cái đường tròn vào đây. Để tôi zoom ra này, tôi phang cái đường tròn vào đây. Thì tôi sẽ để cái chiều rộng và chiều cao, ví dụ 25 nhân với lại 25 thì nó sẽ ra được tròn. Được chưa? Rồi. Đấy, kích duplicate lên. Để cách 5 pixel thôi. Rồi, một cái. Rồi. Xong, bây giờ tôi cho cái thằng này nó có một cái màu, nó sẽ là màu xám xám tí. Để cho biết đây là cái thằng đang active. Tất nhiên là ai cũng sẽ biết là vẽ cái này nó bị nó sẽ lâu. Đúng không? Ai cũng biết là lâu, nhưng mà chính chúng ta vẽ thì chúng ta mới biết là cái việc thiết kế ra cái giao diện nó sẽ phải là như thế nào, đúng chưa? Và cái chi tiết cái giao diện của chúng ta nó gọi là khá là chi tiết luôn đấy, tức là dùng để thay cho cái việc làm Photoshop luôn. Toàn hiểu nhưng hiểu chưa? Đấy, làm cái này nó lâu nhưng mà chúng ta vẫn phải làm thôi. Thì trang chủ này, sau rồi chúng ta sẽ phải làm từng page một. Ví dụ như bây giờ đây là đây tôi có trang chủ rồi nhá, tôi đặt tên cho nó là trang chủ home page này. Dạ. Xong tiếp theo tôi đắp đi kết thằng này Ctrl C Ctrl V nó sẽ ở dưới này này. Đây cái homepage này này, Ctrl C Ctrl V nó sẽ sang cái trang bên cạnh, nhìn không, sang cái trang bên cạnh. Đây là trang chi tiết phòng, được chưa? Chi tiết phòng này, được chưa? Thầy Cam viết vẽ ra cái giao diện chi tiết phòng ở trong này, hình dung ra không?
hình dung là nãy giờ tôi làm gì không? Có. Thì bây giờ các em cài cái XD vào, các em vẽ cái hình nhá. Được chưa? Đấy sẽ là bài tập về nhà, cuối tuần này nộp lại bài này nhá. Được chưa? Rồi ok. Các em vẽ lại một cái theme nào đấy cũng được, không cần phải cao siêu quá đâu. Tất cả các trang này. Tất cả các trang kể cả phần quản trị vẽ hết. Rồi điểm danh nhá. Biết là bài nó dài nhưng mà chúng ta vẫn phải làm thôi. Rồi Mạnh Cần on không? Đăng Trung, Minh Hiếu, Trần Minh Hiếu, Lê Trung Dũng, Lê Trung Dũng, Vũ Trường Giang, Tiến Dũng, Nông Tiến Dũng. Có sao lớp này đông như này mà không thằng nào đi học à? Quốc Tuấn, Đức Minh, Hồ Thích Huy, đi đâu rồi? Hồ Thích Huy, Văn Quân, Văn Quân, Ngọc Đức, Bế Văn Duy, Bế Văn Duy, Hữu Tùng, Anh Tuấn, Danh Toàn, Trần Văn Huy, Trần Văn Huy, Lê Thế Hùng, Phạm Quỳnh Trang, Vũ Đình Hoàng, Vũ Đình Hoàng, Công Dương, Phương Công Dương, Nguyễn Hồng Quân, Nguyễn Trường Mạnh, Nguyễn Trường Mạnh, Thiện Tâm ok này, Tự Biên, A Chứ, Giang A Chứ, Nguyễn Trường Mạnh ok này, Lê Trường Giang ok, Công Nga, Thanh Tùng, Ngọc Bình, Ngọc Bình, Vũ Ngọc Bình, Chu Văn Thiết, Phạm Ngọc Chuẩn, rồi Đinh Viết Việt Đức ok này, Văn Nam, Nguyễn Văn Nam, Nguyễn Đức Hoàng, Nguyễn Huy Hoàng, Đỗ Hồng Sơn, Ngọc Nam, Ngọc Nam không có này, những bạn sau vắng trong buổi hôm nay này, Nguyễn Mạnh Cần, Lê Trung Dũng, Vũ Trường Giang, Nông Tiến Dũng, Nguyễn Văn Quân, Bế Văn Duy, Trần Văn Huy, Vũ Đình Hoàng, Phương Công Dương, Nguyễn Văn Nam và Nguyễn Ngọc Nam. Rồi ok. Thì tôi sẽ mở bài cho các bạn làm trong thời gian tới nhá. Chúng ta cố gắng hoàn thiện sớm giúp tôi. Được chưa? Để cho biết công việc thiết kế nó như thế nào nhá. Vâng. Ok, chào các bạn. Được rồi.